được. Hàng chục con trâu tô khỏe đang đầm mình trong bùn cho đỡ nóng, thong thả gặm cỏ trên những cánh đồng. Thậm chí chúng còn đùa giỡn với nhau. Ít ai nghĩ rằng cảnh tượng chỉ có ở thôn quê này lại được tái hiện trên khu đất đô thị của thủ đô Hà Nội. Cái ngày nhận tiền đền bù ruộng, ông Nguyễn Đình Hòe đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ quay lại chăn trâu mưu sinh nữa. Ấy vậy mà bây giờ, ông Hòe lại có thể nuôi được nhiều trâu hơn trước. Mình cũng là con trâu bao năm nó vất vả, thì bây giờ đồng không thì cỏ thì cho nó được là sống thoải mái một thời gian là nó được cái cỏ. Bây giờ nói thật, từ xưa nay chưa bao giờ được cỏ rộng rãi như này mà ăn. Nó con trâu nó ấy thì mình lại để chăn nó thì cũng là làm giàu cho mình đó. Ông Hòe chăn trâu trên khu đất bỏ hoang này đã được 3 năm nay. Đàn trâu của ông giờ đã lên tới 50 con mà con nào cũng to béo và chắc nịch. Một con trâu trưởng thành hiện nay có giá bán dao động từ 30 tới 40 triệu đồng một con. Cả đàn trâu thế này, một năm cũng đem lại cho gia đình ông từ 200 tới 300 triệu đồng. Nhưng cũng ngay bên cạnh khu đất chăn trâu của ông Hòe, người đàn ông này đã sống nhiều năm nay trong cái ống cống. Ông cũng như nhiều người nông dân ở quê đổ lên thành phố mong một cơ hội đổi đời, nhưng cái mà họ gặp thì lại là một nông thôn kiểu khác. Ở đây thì khác gì ở đồng rừng. Đồng rừng cũng không được thế này đâu. Ra đến đây mà chỗ ăn chỗ ở nó còn cũng khó. Thế mà mình nhìn thấy cái cánh đồng mà để không thế này thì mình nghĩ là bây giờ bao nhiêu con người đang không có công ăn việc làm, thất nghiệp mà thì chả để cho mọi người để mà có cái số đất này để mà mình có hướng để vươn lên. Tôi tiếc những trồng đất này lắm. Ở nơi quê chúng tôi thì mỗi người xào ruộng tranh nhau mà cấy mà cày. Nhưng đây đất bỏ không, tôi tiếc lắm. Quá tiếc luôn. Theo kết quả thanh tra mới đây, Hà Nội có hơn 200 dự án bất động sản chậm tiến độ. Điều này cũng đồng nghĩa hàng trăm hectare đất đang bị bỏ hoang như thế này. Nếu đối với ông Hòe, những khu đất bỏ hoang lúc này tạm thời cho ông một kế sinh nhai, thì ông cũng hiểu cánh đồng này chẳng có đủ cỏ cho hàng trăm hộ dân khác cũng đang thất nghiệp ở khu vực này. Công trình làm người dân đây chả được hưởng lợi gì cả, vì cũng không có công ăn việc làm ở đây. Nói chung đây nếu mà người ta làm các cái tòa nhà này xây dựng thì có ở đâu người ta đến để làm, chứ mình ở đây có ai đi làm được mấy đâu, làm thế nào được bây giờ. Một khung cảnh đồng quê thơ mộng trên những bãi đất hoang ngay giữa lòng Hà Nội. Đó là điều mà chắc chắn các nhà hoạch định chưa từng tính đến khi chuyển đổi những bãi đất này thành khu đô thị. Bởi nếu muốn xây dựng một nông thôn mới, bãi đất này đã có thể đem lại hiệu quả lớn hơn nhiều so với chỉ để nuôi trâu. Nhưng đó chắc chắn chỉ là một sinh kế tạm thời. Cũng giống như bãi bùn này sẽ chẳng tồn tại ở đây quá lâu nữa để đem lại sự thoải mái cho những chú trâu.